Thưa quý vị và các bạn, nói đến các sản phẩm được làm từ tre thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những dụng cụ đơn giản hay những sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống. Nhưng hiện nay thì tre đã được sử dụng rộng rãi hơn trong các sản phẩm nội thất gia đình để thay thế cho gỗ. Các sản phẩm như là ván sàn, trần bằng tre, thậm chí là cả những đồ nội thất như là bàn ghế, giường tủ cũng có thể được làm từ tre. Đây là một xu hướng tích cực để có thể thay thế cho gỗ đang dần cạn kiệt. Để tìm hiểu rõ hơn về những sản phẩm này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự đầu tiên của Kết nối cuộc sống. Nhìn vào những sản phẩm này, nhiều người nghĩ nó phải được làm ra từ các loại gỗ. Nhưng thực tế, những sản phẩm độc đáo này được làm ra từ những cây tre trong tự nhiên. Từ xa xưa, cây tre đã trở thành người bạn thân thiết đối với người dân Việt Nam. Tre đã đi vào thơ ca, hội họa, tre được dùng làm nhà, dùng làm rổ giá. Tre có mặt ở khắp mọi miền, từ các vùng nông thôn cho đến thành thị. Tận dụng nguồn nguyên liệu tre dồi dào ở nước ta, một số doanh nghiệp đã nhanh nhạy áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất nhiều mặt hàng cao cấp từ tre, như ván lát sàn nhà, bàn ghế được người tiêu dùng đánh giá cao về mẫu mã cũng như chất lượng sản phẩm. Sau khi tôi sử dụng sàn tre, nói chung là tôi cũng đã sử dụng được 2 năm rồi. Thế thì tôi thấy là cái sàn tre này nó có một số các ưu điểm như sau. Cái thứ nhất là nó không bị ngấm nước, cho nên nó không bị phồng lên so với những cái sàn, cái loại gỗ ép ấy, thì nó hay bị phồng, nhưng mà cái này thì nó không bị phồng. Thứ hai nữa là trong quá trình lau nước ấy, thì nước nó lại không ngấm, cho nên là cái độ bền của nó tôi tin rằng là nó sẽ tốt. Sau khi xử lý, ván sàn tre có độ đàn hồi tốt, ít cong vênh, chịu mài mòn cao, có thể chống được mối mọt. So với sàn gỗ công nghiệp, ván sàn tre có độ cứng và có vẻ đẹp tự nhiên hơn. Về giá cả, giá của sàn tre chỉ bằng 60-70% so với một số loại sàn gỗ công nghiệp. Sản phẩm của tre, cái nguồn nguyên liệu nó dồi dào. Cái thứ hai là cái kỹ thuật của tre ấy, bây giờ người ta làm rất là tốt. Cho nên là tôi đang có một cái ngôi nhà tôi mới xây, cho nên tôi đang đi tìm cái sản phẩm của tre để tôi nát cái sàn nhà đó. Vì cái giá thành của tre nó rẻ hơn gỗ, mà chất lượng nó tốt, hầu như không bị mối mọt. Tôi đã từng tham khảo ở trong những cái sách vở rồi. Tre được ép theo hai cách, ép ngang và ép nghiêng. Tre được ép ngang sẽ phô bày được vẻ đẹp tự nhiên của tre, từ các vân họa tiết đặc sắc giữa các mấu tre tới thân tre. Tre ép ngang rất phù hợp với ván lát sàn, bậc cầu thang, vách ngăn, tấm ốp tường và ốp trần. Tre được ép nghiêng có độ cứng và có một vẻ đẹp độc đáo, rất phù hợp với làm đồ nội thất và trang trí. Theo tính toán của các nhà sản xuất, ván lát sàn nhà bằng tre có độ bền trên 30 năm, còn đồ nội thất bằng tre có thể tồn tại hàng trăm năm. Cái công nghệ mà chúng tôi gọi đó công nghệ biến tre thành gỗ thì đây mới là thực sự là mới, và có thể coi đó là một cái cuộc cách mạng về vật liệu, bởi vì là cái tre bây giờ chúng ta có thể ép thành những cái khối như thế này, một cái khối hoặc là những cái tấm lớn dài tới 2m4, rộng 1m2, chúng ta làm được rất là nhiều những cái đồ dùng từ ván sàn cho tới các cái đồ nội thất. Thì khi mà chúng ta ép lại được như thế này thì nó hoàn toàn có thể sử dụng thay thế như là gỗ tự nhiên. Cho nên là đây là một cái loại mà vật liệu mà khi mà gỗ thì càng ngày đang cạn kiệt, thì chúng ta có được một cái vật liệu như thế này, đó là một cái vật liệu rất là tốt. Tre là giống cây dễ trồng, phát triển nhanh, từ khi trồng đến khi khai thác chỉ mất vài năm. Có thể nói, nguồn gỗ trong tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt. Chính vì thế, việc khai thác tre để làm ra các sản phẩm nội thất phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng đang là một hướng đi mới, hiệu quả cho một số nhà sản xuất. Sản phẩm từ tre của Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, tại thị trường Việt Nam, ván sàn hay là đồ nội thất bằng tre lại chưa được nhiều người biết tới. Với những tính năng nổi trội như là độ bền cao, không cong vênh, mối mọt, trong tương lai, đồ nội thất bằng tre sẽ được sử dụng nhiều hơn trong các gia đình Việt Nam. Và việc tích cực sử dụng loại vật liệu này cũng là một hành động thiết thực để bảo vệ môi trường. Bởi vì theo các nhà môi trường học thì tre là một loại cây không cấm khai thác như một số loại cây lấy gỗ.